Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Czech One Series 1, dòng xe đạp cao cấp, khung nhôm cao cấp đến từ thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và đẳng cấp trên toàn thế giới. Các bác mà chơi xe thì không thể nào mà không biết được cái hãng Czech này. Đấy, cái hãng mà có đồ bề dày lịch sử sản xuất xe đạp rất là lâu, hơn 100 năm. Đấy, và được thấy ở rất nhiều những cái giải đấu chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Hôm nay em về một chiếc xe đạp khung nhôm tông màu xanh cực kỳ đẹp, rất là thể thao và cực kỳ trẻ trung. Logo mới của Czech này. Đồ thì full hết một bộ chuyển động Bultega với 11 lít và 2 đĩa từ đùi đạp, từ bộ đùi đạp đến gạt đĩa rồi đè chuyển số sau và đôi tay lắc. Cái lắc trên này full hết một cây Untiga cùng phanh ba mảnh là của Shimano 105. Toàn những đồ cực kỳ là ngon, cực kỳ là cao cấp trên chiếc xe này. Yên Bontrager nguyên zin này, cọc yên yên này. Rồi ghi đông cổ phốt cũng ghi đông nguyên zin này. Và ốc bắt ghi đông đã được thay bằng 4 con ốc titan. Chống dỉ rất là đẹp. Tay lắc Untiga. Sử dụng công nghệ nhôm là alpha aluminum các bác nhé. Công nghệ alpha là công nghệ sản xuất nhôm riêng của dòng Czech này, một cái loại rất là bền, siêu nhẹ và rất là bền. Dòng aluminum nó cũng là loại gần như là cao cấp nhất này, cao cấp nhất trong dòng khung nhôm của Czech. Vành, cặp vành carbon cao bản khoảng 5 phân. Rất là đẹp, tôn dáng của chiếc xe lên rất là nhiều. Mayu thì cối lổ. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm, thì xe của các bác đi khoảng 1m64-65 đến 74-75 thì phù hợp. Sử dụng full bộ Untiga với 11 lít và 2 đĩa cho xe có 22 tốc độ khác nhau. Rất là mượt mà, các bác nhìn trên hình nhé. Và chiếc xe này được bán cho em mức giá là 26.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.